Chiều ngày 27 tháng 10, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Phan Công Bằng cho biết, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu sơ bộ phương án đầu tư hoàn thiện tuyến đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Bình Triệu. Trong đó, đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Sài Gòn có chiều dài 1,9 km, quy mô đầu tư mặt cắt ngang 35m, tổng mức đầu tư 1.781 tỷ đồng. Riêng đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Bình Triệu dài gần 2 km, quy mô mặt cắt ngang từ 20 đến 35m. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 2.271 tỷ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng hơn 1.425 tỷ đồng. Để hoàn thiện tuyến đường ven sông Sài Gòn, theo quy hoạch, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chủ đầu tư các dự án dọc đường ven sông Sài Gòn khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, bàn giao hạ tầng cho cơ quan nhà nước quản lý theo quy định. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao quận Bình Thạnh chủ trì phối hợp các đơn vị tháo dỡ bức tường giữa trường tiểu học và trung học cơ sở phường 22 với dự án Vinhome Central Park, tổ chức quản lý hành lang đường ven sông Sài Gòn theo quy định.